lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mát mát bên như sao diêu giật dơ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ yên giấc, mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội reo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quản thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đềm mẹ hiền nắm chan chứa trên bao xóm làng gần xa, tình mẹ dâng tới trăng nhan đứng lặng để nghe, lời ru sao xuyên núi đôi suối dương dặn che, sóng ven Thái Bình lòng nuôi nâng vỗ về những ngày còn thương, một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca, mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mòi, khắc ghi bên lòng con trẻ muốn lòng thơ ấu của anh gì khi thức trắng đêm, bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con, mái tóc chót đành đẫm sương, dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu, dù khi mưa gió tháng ngày trong đời
định của chúng con và tất cả các Phật tử ở đây và tất cả gia đình của cụ mà đã thành tâm mà thỉnh mời ban hộ niệm của chúng con, thì kiếp trước chúng con cũng là con là cháu của cụ, thì cuối đời lâm chung này mà chúng con đã được gặp và đến để hộ niệm và chỉ đường cho cụ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hiện giờ đây là cụ đã mất cái thân này là từ lúc 2 giờ rồi, và chúng con niệm Phật thì con cháu của các cụ, con cháu của Hương Linh cụ là đã trả hiếu báo hiếu vào cái ngày trọng đại, cái ngày quan trọng nhất của một đời người trước lúc lâm chung này, thì xin cụ hãy hoan hỉ nghe lời chia sẻ của ban hộ niệm chùa Vĩnh Khẩu của chúng con hôm nay đến đây. Thì bây giờ con xin chia sẻ cho cụ, cụ hãy buông xả tất cả vạn duyên của thế gian này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã để lại 84.000 vạn pháp môn, mà trong đó có pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh. Thì hôm nay chúng con là ở ban hộ niệm chuyên tu về pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là lời kim khẩu của Ngài đã nói ra pháp môn niệm Phật này. Đức Phật A Di Đà đã vì thương chúng sinh mà phát ra 48 đại nguyện đại từ đại bi này để cứu độ cho tất cả chúng sinh trong 10 phương pháp giới này, mà hôm nay được duyên lành là cụ, mà chúng con về đây là những người hộ niệm cho cụ, chỉ đường cho cụ, xin cụ hãy buông xả tất cả. Là Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, mà vì chúng sinh trong nhiều kiếp mà vì vô minh che lấp, vì bị mê mờ mà ngày nay mà đã được thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Phật tử đi chùa là một đệ tử của Phật, thì con xin cụ hãy nghe lời Phật dạy là có sanh thì có tử, thân già bệnh chết, mà hôm nay cụ đã phải coi như là nhận lấy những cái sự đau khổ này, là cụ đã trong những ngày mà cụ bị lâm bệnh đấy, là những cái ngày mà cụ trả nghiệp cho cái thân tứ đại này của mình. Phật dạy là hãy buông xả hết tất cả, có thân sanh ra là đã khổ, có bệnh thì càng khổ hơn, mà già thì cũng là rất là khổ, già rồi thì rất là yếu là khổ, thì sanh lão bệnh tử. Thì bây giờ là cái định luật vô thường này là lẽ tự nhiên, là sống thì vì chúng sinh mà mê mờ mà không biết đến pháp môn niệm Phật, mà ngày hôm nay mà cụ đã cuối đời cụ gặp được cái pháp môn này, là trong kinh Phật có dạy là như là sắc biến thành vàng và có quả. Ngày hôm nay cụ đã được gặp ban hộ niệm của chúng con, cụ thấy đấy, bây giờ tâm cụ đã biết có tính nghe và tính thấy, là tất cả là cụ thấy không, rất là nhiều các cụ Phật tử đi chùa và ban hộ niệm của chúng con đây và tất cả con cháu của cụ đây, tâm niệm niệm không, trong tâm không khởi lên một niệm gì mà chỉ có một niệm A Di Đà Phật. Thì trong 48 đại nguyện có đại nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6, đại nguyện thứ 18, Đức Phật A Di Đà đã phát ra đại nguyện thứ 18: nếu một chúng sinh nào trước giờ lâm chung mà tin ưa nghe danh hiệu ta, trì danh hiệu ta niệm từ một niệm cho đến 10 niệm, thì sẽ được Ngài và Thánh chúng tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ trừ những kẻ phỉ báng chánh pháp và những kẻ trọng tội. Thì bây giờ con xin cụ hãy vì tất cả cái thế gian này, 79 năm cụ sống trên đời đấy, cụ đã thấy đấy, là rất đau khổ, vui thì ít, khổ thì nhiều, mà thân người thì làm được thân người rất là khó, lặng ngục bao nhiêu kiếp, mà bây giờ được một thân người mà được gặp được Phật pháp là cụ rất là có phước. Mà hôm nay thì cụ hãy vui vẻ
là thọ mạng của mình đã hết rồi, thì cụ hãy vui vẻ, cụ hãy buông xả nhà cửa con cháu, thì tất cả nhà cửa con cháu, thì tất cả chúng sinh trên mười phương thế giới này, từ giàu sang cho đến nghèo mạng, đều chung một nỗi khổ, cũng vì duyên vì nợ mà phải ràng buộc nhau. Mà hôm nay cái thân đất nước gió lửa đã tan rã, đã tan rã mà cụ đã rất là đau khổ như một con rùa lột mai, mà bây giờ cụ đã phải nếm cái sự khổ đau trước lúc ra đi, rất là sự thống khổ này, thì cụ hãy vượt lên tất cả. Mà tất cả oan gia trái chủ bây giờ người ta kéo về đấy là để cho cụ tối tâm, cụ hãy bình tĩnh, cụ hãy nương vào công niệm Phật của ban hộ niệm chúng con, tâm tâm niệm niệm là nguyện thiết tha xin Đức Phật A Di Đà cho con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cụ không được khởi một niệm sân, một niệm sân là rơi vào cảnh địa ngục, mà trong cảnh địa ngục là một ngày căn bản của địa ngục là 2700 năm, là 2700 năm, là vạn năm thì mới thoát ra được. Mà một niệm khởi lên là tham thì rơi vào cảnh ngã quỷ, rất là thống khổ. Và đã rơi vào cảnh ngã quỷ thì là 1000 năm, một ngày của nhân gian bằng một tháng của ngày của ngã quỷ, thì rất là thống khổ. Thì xin cụ hãy buông xả tất cả, và một niệm mà khởi lên si thì sẽ rơi vào cảnh súc sinh, thì không tránh khỏi là lưới vây răng, rồi trên dao dưới thớt, rất là hồn bay phách lạc, rất là đau khổ. Một niệm thiện thì rơi vào cảnh trời người, thì khi hết phước thì vẫn vào trong cảnh giới luân hồi sanh tử. Thì bây giờ con xin cụ hãy tâm tâm niệm mình sắp được theo Phật A Di Đà về Tây Phương Cực Lạc. Về đó là Tây Phương Cực Lạc, cụ tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, nhà lầu gác tất cả cung điện đều bằng là vàng bạc, là mã não, là sa ni ma, là mã não xà cừ, là đường đi tất cả bằng vàng, là tất cả những cái nhà hiện đại trên thế gian này không có một cái nhà nào hiện đại bằng Tây Phương Cực Lạc, cho tất cả con cháu của cụ, cứu độ cho tất cả những hàng xóm bạn bè của cụ ở đây. Là một bài pháp không lời, cụ niệm Phật cụ sẽ thành Phật, thì Phật khuyên là niệm Phật sẽ thành Phật, nên là cụ đừng bỏ lỡ một cơ hội là muôn đời muôn ức kiếp khó gặp. Phật pháp là rất là cái Phật pháp là rất là khó gặp, mà thân người thì rất là khó được. Nên là bây giờ cụ hãy nương vào câu niệm Phật này, cụ sẽ tâm tâm niệm niệm, cụ đừng khởi một niệm gì trong cái lúc giờ phút này là niệm tham sân si, là cụ không xả hết, con cháu cụ không mang đi được, nhà cửa không mang đi được, thì tất cả mọi nhà cửa này, con cháu này, tiền tài vật chất bây giờ không thọ dụng được nữa, ra đi chỉ có bằng hai bàn tay trắng và một câu niệm Phật để về với Phật. Thì bây giờ con xin cụ hãy tâm tâm niệm niệm để niệm Phật. Bây giờ con xin tất cả quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của Lương Linh Cụ Trần Thị Niệu pháp danh Diệu Thoa, hưởng thọ 79 tuổi, thì xin các vị, hôm nay là một cái ngày trọng đại của Lương Linh Cụ, là xin các vị hãy buông bỏ hết tất cả quán thù nhiều đời nhiều kiếp, quán oan tương báo chấp chồng chồng. Thì hôm nay hãy nghe lời Phật dạy, hãy lấy lòng từ bi để hóa giải hận thù, vì trong thế giới ta bà, vì vô minh và hương minh cụ Trần Thị Liệu pháp danh Diệu Thoa, hưởng thọ 79 tuổi, đã vì vô minh mà đã làm cho các vị đau khổ, mà hôm nay các vị có mặt hiện hữu ở đây và đang có mặt và sắp có mặt, các vị đã thấy đấy, là trong cái cảnh làm cô hồn, trong cái cảnh làm chúng sinh lang thang vất vưởng đó, đây rất là đói khát, rất là đau khổ. Thì cái nhân duyên này là phước đức của Hương Linh Cụ Trần Thị Niệu, thì xin tất cả các vị oan gia trái chủ hãy nghe lời Phật dạy và nghe tất cả âm thanh niệm Phật đây, cùng hộ pháp
cho hương linh cục được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho hương linh cụ Trần Thị Liệu. Cho hương linh cụ Trần Thị Liệu. Pháp danh Diệu Thoa. Pháp danh Diệu Thoa. Hưởng thọ 79 tuổi. Hưởng thọ 79 tuổi. Được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho hương linh cụ Trần Thị Liệu. Cho hương linh cụ Trần Thị Liệu. Pháp danh Diệu Thoa. Pháp danh Diệu Thoa. Hưởng thọ 79 tuổi. Hưởng thọ 79 tuổi. Được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này. Nguyện đem công đức này. Hồi hướng về Tây Phương. Hồi hướng về Tây Phương. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Trang nghiêm Phật tịnh độ. Hồi hướng cho hương linh cụ Trần Thị Liệu. Hồi hướng cho hương linh cụ Trần Thị Liệu. Pháp danh Diệu Thoa. Pháp danh Diệu Thoa. Hưởng thọ 79 tuổi. Hưởng thọ 79 tuổi. Được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Hết một báo thân này. Đồng sanh Cực Lạc quốc. Đồng sanh Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức niệm Phật tịnh độ. Hồi hướng cho hương linh cụ Trần Thị Liệu. Hồi hướng cho hương linh cụ Trần Thị Liệu. Pháp danh Diệu Thoa. Pháp danh Diệu Thoa. Hưởng thọ 79 tuổi. Hưởng thọ 79 tuổi. Hồi hướng cho cửu huyền thất tổ. Hồi hướng cho cửu huyền đời nhiều kiếp. Anh chị em nhiều đời nhiều kiếp. Hồi hướng cho tất cả các quan gia trái chủ. Hồi hướng cho tất cả các quan gia trái chủ. Nhiều đời nhiều kiếp. Nhiều đời nhiều kiếp đệ tâm. Tín hài nguyện câu độ đề. Hết một báo thân này. Hết một báo thân này. Đồng sanh Cực Lạc quốc. Đồng sanh Cực Lạc quốc. Nguyện vãng sanh. Nguyện vãng sanh. Nguyện sanh. Hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình. Hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình. Trên đền bốn ơn nặng. Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ tam đồ. Dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe. Nếu có quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ban một niệm chúng con xin hương linh cụ Trần Thị Liệu, pháp danh Diệu Thoa, hưởng thọ 79 tuổi, cùng chúng con sám hối Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Tát. Hương linh con Trần Thị Liệu. Hương linh con Trần Thị Liệu. Pháp danh Diệu Thoa. Pháp danh Diệu Thoa. Tân Di. Từ thân miệng ý pháp sanh ra chư Phật chư Đại Bồ Tát. Cùng mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát. Thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối. Xưa kia đã lỡ gây ra nhiều tội lỗi. Xưa kia đã lỡ gây ra nhiều tội lỗi. Cũng vì A Di Đà Phật. 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 A Di Đà
Yeah.
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch nhà chùa cùng các giáo hữu tín đồ Phật tử quê nhà cổ và đang tổ chức lễ tang. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể các quý vị đại biểu, gia đình tang thiến vô cùng thương tiếc báo tin. Bà cụ là tín đồ Phật tử con quy chùa Kỳ Đài, đồng thời bà cụ là mẫu thân, là bà, là mẹ của các con cháu trong gia đình tang thiến. Sau một thời gian lâm bệnh, bà đã được các thầy y bác sĩ và con cháu tận tình cứu chữa. Song vì tuổi cao sức yếu, bà đã phần lễ vô thường. Bà đã ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại nỗi tiếc thương muôn vàn cho con cháu và phụ ông. Trước giờ lúc ra đi, nhận được tin báo buồn và lời thỉnh cầu của gia đình tang quyến, các sư cùng hội tín đồ Phật tử chùa Kỳ Đài về tăng trường, cho phép tôi thay mặt cho đoàn xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới cụ ông và toàn thể con cháu trong gia đình hiếu kiến, và đồng thời làm phần nghi lễ thỉnh Phật dâng lời cầu nguyện cho hương linh cụ ông, và đồng thời tình nguyện cho gia đình con cháu được bình an. Đoàn chúng tôi mặc cử hành làm lễ kính mong ban tổ chức lễ tang cùng toàn thể các quý vị đại biểu đến thăm hỏi chia buồn cùng gia đình hữu kiến. Xin trân trọng đề nghị toàn thể các quý vị đại biểu tỏ tấm lòng thành kính đối với mười phương chư Phật, tỏ tấm lòng với cụ vong. Xin đề nghị các toàn thể các quý vị đại biểu trong tang trường lắng lòng cùng với chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho cụ vong. Xin đề nghị ban nhạc xin cùng hộ đề. Hội đồng tập tán đàn đạo
nhận đồng hình. Chư vợ chư thanh di lại đằng đô đằng đứa vương cản chàng nhi thanh ngờ tình ngờ. Khi văn vào vì văn giới đằng chàng nhất trích tài thiên thập vương câu kiến ngờ văn giáo đằng chung ý quân chú đà đã đi chân hôn trần. Đương kỳ à đúng ngờ tình ngờ pháp vừa ra chỉ ghê hoa kia thân điểm tình chân ngọt. Thank you.
cùng vi năng tam đồng vô thánh hiền sắc tịnh cố thư ai hồn cố cùng bản kim tâm thầy nhất niệm chư ba tiền thầy tần giao chi phần hướng ra kính đà na ni chân nhôn tần nam nhiệm độ phong kỳ nhiệm phong linh chiếu tinh tịnh độ dương thiên nam linh ngã sự ngã kỳ nhiệm chân linh giải thoát chúng lại cao tôn và tây vương giao chú kiều phẩm đạo sư a di đà phật đồng vương giả sơ lưu ly quang vương phật ngũ vương ngũ phật đà phương tam phật tam tam ngũ phật ngũ đà tam phật qua thứ trang nghiêm kiếp tiền phật hiện tại hiện kiếp tiền phật vị lai tín tu kiếp tiền phật tận đà phương tam thế nhất phật Bồ Tát tấn cầu thi bát mẫu đại vấn đề kinh cương Bồ Tát minh được cứu hộ bản tôn niệm.
thanh kinh đài. Chúng bò sao trời đố ai đếm được vô vàn âu lo cho con ngon giấc chiều thu bình an thanh thản cho dù mưa giông đố ai đếm được lúa đồng đố ai đếm được tấm lòng mẹ yêu thương con không kể sớm chiều chăm lo giao dưỡng bao điều nghĩa nhân đố ai đến được tình thân đố ai đến được thơm ân mẹ hiền tháng ngày vất vả mọi miền lo con ăn học yêu phiền chẳng than đố ai đến được mấy ngàn đố ai đến được vô vàn âu lo mẹ hiền sống chỉ biết cho vì con mất hết tự do cuộc đời đố ai đếm được chim trời đố ai đếm được cuộc đời mẹ đâu từ nay xin nguyện khắc sâu làm con hiếu thảo trọn đời không đố ai đếm được sao trời
đố ai đếm được vô vàn âu lo. Cho con ngon giấc chiều thu, bình an thanh thản cho dù mưa rông. Đố ai đếm được lúa đồng, đố ai đếm được tấm lòng mẹ yêu. Thương con không kể sớm chiều, chăm lo giao dưỡng bao điều nghĩa nhân. Đố ai đếm được tình thân, đố ai đếm được thâm ân mẹ hiền. Tháng ngày vất vả mọi miền, lo con ăn học thiếu phiền chẳng than. Đố ai đếm được mấy ngàn, đố ai đếm được vô vàn âu lo. Mẹ hiền sống chỉ biết cho, vì con mất hết tự do cuộc đời. Đố ai đếm được chim trời, đố ai đếm được cuộc đời mẹ đâu. Từ nay xin nguyện khắc sâu, làm con hiếu thảo trọn đời không quên. Từ nay xin nguyện khắc sâu, làm con hiếu thảo trọn đời không quên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đầu mơ ta ta mà con mơ toàn hư nhu. Đồng nam tứ tử tôn ông tế đảng phụ thế ta môn cầu an ta nội. Chấp sự ta chấp ý kỳ công phát ta phục. Lướt bài khó là thương.
thanh ngày thẳng vừa dòng thiên khúc ai phút bé ai lương em thế nào tan khắc hở mẹ ơi xưa trung giang thiên hậu trung hậu đám đan kiềm thật cận hề bán na chính na xuân tốt trong nó có việc gia đình vất vả chân chuyên dạy dỗ ấm mưa nắng trên phòng ta tiết tổ dưới chăm sóc chồng gia đình nghề hoài hướng vượng toàn đàn quý thương phú vượng yêu hoa bên đường bên này thua khoe mẹ mẹ ơi. Để đẻ thương đẻ nhớ đẻ sầu cho cha con cứu ta con đi chân đi sạc ương thương khói toàn chú con nén đau thương non hạ hòn biên hạ cảnh khôn đẹp chỉ thương cô lao mẹ đi vui cảnh và cả đường chú con cuối là cúc là sát thương khổng cùng không còn cháu Thank you.
thay mặt các đoàn đặt vòng hoa dâng hương vĩnh viễn cổ. Xin chào tất cả.
đi vòng quanh lên kiếu để bảo bàn uống nước cầu cầu cho đi xã Ba Vân và một tang lên ngang bình biển trên cho cả dưới trời. Kính mời đoàn dành phút mặc niệm, bắt đầu. Đoàn cán bộ nhân dân Xóm Nhất Thanh có chị
Trần Thị Lan là con gái của cô và anh Nguyễn Văn Thiện là con trẻ của cô đang cư trú sinh sống ở Hà Nam. Nay đoàn chúng tôi có vòng hoa thơm nén hương hát về trước linh sàng của cô để các tuần hương kính viếng hương hồn cô. Cô mất đi là một tổn thất lớn lao cho gia đình và dòng họ. Bạn bè chúng tôi xóm hơn kề mất đi một người thân bằng bố hiếu. Vậy chúng tôi đề nghị các bạn chúng ta hãy dành phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
trưởng ban chấp hành hội người cao tuổi xã Nam Phong, đoàn do Nguyễn Hồng Sơn làm trưởng đoàn, công đoàn và phòng tang lên nhau. Xin chào giới thiệu ông Trương Minh Thứ, đại diện cho đoàn lên đặt lễ dân hương kính đức ông Tổ. Kính thưa gia đình hiếu chủ, hôm nay được tin báo nguồn cụ Trần Thị Liệu lâm chung cả thế. Đây là một sự tổn thất lớn lao cho dòng họ, cho gia đình và cho một người cao tuổi. Chúng tôi mất đi một hội viên đã nhiều năm xây dựng gắn bó với hội, nay cũng mất đi là một tổn thất. Cho nên đoàn chúng tôi xin có lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình và họ thân cũ. Phút chia ly, chúng ta đã vĩnh biệt cụ Trần Thị Liệu. Cho nên đoàn chúng ta đầy phút vàng niệm, phút vàng niệm bắt đầu. Chúng tôi đến trước linh sàng cổ, con em yêu thương,
có vòng quẩy thắp lát, thắp nén hương để tiễn biệt cùng cùng chia buồn với gia quyến trước giờ phút này, xin đề nghị trong đoàn dành một phút tưởng niệm, phút tưởng niệm bắt đầu. Thank you.
Phật. Thank you.
Đạo Thiên Liệu đã từ xa cõi đời mà xa đi ngàn năm xa cách. Trong sở phút tham gia đau thương vô bờ hữu biến này, đoàn đại biểu Cục Cảnh sát Kinh tế các anh đã về tại để thăm hỏi chia buồn và bảo phòng tang kính dân đến cục tổng nam thân tiếng Việt để chia sẻ những đau thương mất mát này và để vĩnh biệt cụ. Cần thì liệu xin đề nghiệp đoàn dành một phút mặc niệm. Nên dân cần theo thân tiếng Việt để chia sẻ những đau thương mất mát đẹp phức tạp đẹp bắt đầu. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu gia đình Bắc Phát vào phòng khan làm lễ tân hương minh viếng. Xin trân trọng xin đề nghị bạn nên dân cần theo thân tiếng Việt. Kính mời đoàn đi vòng quanh quan tài cụ. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các cháu của cụ là Tịnh và Đài ở phòng PC45 công an tỉnh Nam Định và phòng thân là lễ dân hương kính viếng xin trân trọng kính mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu gia đình các là anh chị Quang ở Đạm Định và gia đình em Thái ở Trạm Trụ. Để chia sẻ phúc và đẹp bắt đầu. Dũng mỏ và hiến kết của tổng hòa học tăng làm lễ dân hương kính viếng vua Hùng Vương xin trân trọng kính mời. Xin mời đoàn lên dân hương kính viếng để chia sẻ những đau thương mất mát với gia đình. Tôi nơi ngày mai cuộc đạo về nơi suối vàng.
trong sở phúc tan gia đau thương vô bờ vô biên này, các bác, các thánh gia chủ đã tuế động xin thăm hỏi và bà học ra sân hương kinh kiến, tan gia xin chân thành cảm ơn. Và tiếp theo chúng tôi xin kính mời. Mà lòng thương tiếc, tiếc thương ngập ngùi. Với cái sự thực hiện, với tấm lòng và tình cảm của đoàn, tham gia xin ta tạm đoàn chân thành cảm ơn. Kính thầy bạn tâm học hết hơi lúc để xác định được chân trọng có tiếc. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu là tổ tổng tổng họ Vũ và Phan Đình do ông Vũ Thanh Nhung làm trưởng đoàn. Phúc bạc biệt, phúc bạc biệt, bắt đầu. Lấy so cách đoạn trưởng kiện đi, tan ra xin đa tạ và chân thành cảm ơn các bác, mời các bác ra phòng khách xây nước để xác định được trân trọng đón tiếp. Lớp cấp 3 của anh đoán con rể của cụ vào phòng ta. Để bày tỏ lòng kính trọng tiếc thương cụ, chia sẻ cùng tam quyến, mời đoàn dành phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Của hội đồng môn cấp 3 khóa 78-81 và phòng tang lên ngang kính viếng lịch sử, xin trân trọng kính mời. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, trân trọng lời cảm ơn của gia đình hiếu, kính mời quý đoàn đi vào quân linh cứu để kéo cô là lên gái của khu Việt Kiều Nam Phong và phòng tang lên ngang kính viếng, xin trân trọng kính mời. Đại diện chuyên ảnh chính quyền các đoàn thể của tổ dân phố số 4 phường Cửa Nam, thành phố Nam Định, đoàn do trận thay mặt cho cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 4 nơi con gái cụ và Trần Thị Yến, con rể cụ, ông Vũ Đức Thịnh, con dâu cụ, bà Tống Thị Thanh xin được cử hành lễ viếng. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu lên dâng lễ kính viếng cụ.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Lương Đức, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu phố, ông Hoàng Trọng Thắc, tổ trưởng tổ nhân dân khu phố lên dân hương kính viếng cụ. Xin kính mời. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho chi bộ đảng tổ dân phố số 4 lên dân hoa kính viếng cụ. Xin kính mời. Tiếp theo chúng tôi sẽ trọng giới thiệu và kính mời rồi đi đại diện cho chi hội cựu chiến binh khu phố lên dân hoa kính viếng mộ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho hội liên hiệp phụ nữ lên dân hoa kính viếng cụ. Lòng thiêng tiếc và tiễn biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, xin trân trọng đề nghị toàn đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Do đoàn cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 4, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và xin cảm ơn ban nhạc công, ban tổ chức tang lễ đã tạo điều kiện cho chúng tôi cử hành lễ viếng cụ. Xin cảm ơn. Phút mặc niệm đã qua, kính mời đại gia đình đi vòng quanh linh cữu kính viếng cổ lần. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của gia đình thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực, phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm. Và bộ tang lên nha, quý vị, quý thân trọng kính mời. Thank you.
Thuận tình châu ra chiêng hả sầu ly biệt, con cháu hai nhà nặng nhớ thương. Kính mời quý đoàn trở lại bàn.